chuẩn nhỉ. Cho na na nhịn đi na nhờ. Nghe này. Ơi. Nghe này. Alo. Không phải học cái nghề làm đầu á, là ví dụ như là có con nhỏ là vẫn trông được, nhưng mà làm cái nghề hàng ăn các thứ thì không trông được, nhưng làm đầu trông được, mượn người ta bế cho vẫn làm đầu với người khác được. Họ vì người ta đến làm đầu có những người phải làm 2 tiếng ơi sau, người ta nói đi, không nghe chi cả. Làm ăn đi mà bữa sau xây được nhà từng đấy nhờ. Ôi trời, cái động mưa nhỉ. Quay cái gì thì gửi cho thằng Ngô. Cái thằng này hồng hóa thế bạn à, có vừa máy tính rồi chuyển thôi chứ. Rồi, coi như là gửi cho nó. Nếu mà chương trình 2 thì lại gửi tiền cao rồi.
Uống chưa hết à bà?